Xôi ngũ sắc tượng trưng cho ngũ hành, mang năm màu sắc khác nhau. Đối với người Tây thì người ta tượng trưng cho cái sự may mắn, cái sự phồn hoa và mùa màng bội thu. Đây là những cái nguyên liệu hoàn toàn bằng tự nhiên. Đây, cái nguyên liệu màu đỏ này là, đây là gấc này. Còn cái màu đây là cái màu lá cẩm tím. Tôi xin ở trên quê về, tôi trồng rất là nhiều quanh vườn. Còn đây là cái màu xanh này, màu xanh của hoa đậu biếc. Đây là màu vàng này. Màu vàng sẽ cho ra cái sản phẩm màu vàng như thế này. Và đây là lá nếp sẽ cho ra cái sản phẩm màu xanh ở đây. Và ở đây thì mình cần phải chọn những cái hạt gạo rất là to và tròn. Do vậy mà khi mà nấu lên thì nó hạt xôi nó sẽ rất là bóng. Gạo thì mình sẽ ngâm khoảng 8 tiếng. Sau đấy thì 7 tiếng thì mình ngâm gạo trắng. Sau khoảng 1 tiếng sau thì mình sẽ ngâm tất cả các nguyên liệu màu như thế này. Khi đồ xôi thì mình phải có những khăn đồ xôi ấy, mình sẽ bọc vào từng loại một. Ví dụ màu vàng sẽ là một khay và tất cả tương ứng như thế. Xôi nó dẻo rồi ấy, thì mình sẽ cho một chút đường vào để tạo cái vị hơi ngọt của cái xôi ngũ sắc này. Và khi mà xôi gần được khoảng 15 phút thì mình sẽ cho thêm cái nguyên liệu đó là cái nước cốt dừa ở đây. Mình đảo đều lên là nó sẽ rất là thơm ngon. Đồ xôi thì mình thường là đồ trong vòng 45 phút. Cái lửa xôi mình phải đều, không được nhỏ quá và cũng không được to quá. Thì khi đấy thì cái hơi của nó bốc lên, nó sẽ tạo ra xôi rất là dẻo và thơm ngon. Cái lượng nước ở đáy nồi xôi ấy, chỉ đổ một lượng nước vừa phải là nửa nồi thôi. Mình chấm vào vừng ấy, rất là hợp với cái xôi ngũ sắc như thế này. Có một chút mặn mặn, một chút ngọt ngọt, và tăng cái độ ngon của cái xôi ngũ sắc.